Đây là quốc lộ 1A nha anh chị. Nó mảnh đất em giới thiệu cho anh chị là 2000 m², kế bên quốc lộ 1A luôn nè. Tại vì em đứng ở tông này em nói á, sợ ra ngoài đó nó sẽ ồn, nhưng mà em sẽ ra cho anh chị mình xem một đoạn rồi em sẽ hoành vô nối tiếp. Đó anh chị thấy ha. Vị trí em đang đứng đây là quốc lộ 1A, thuộc xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nó và cái thửa đất mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay mình vô đường này, dân cư hiện hữu rất là đông luôn anh chị ơi. Nó em quay lại cho anh chị mình xem nè. Nó một hướng anh chị về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Về một hướng ngược lại thì về hướng các tỉnh miền Tây nha, về cầu Mỹ Thuận, về khu Vĩnh Long, Cần Thơ đồ luôn. Được cái đây mình gần bệnh viện đa khoa mới Tiền Giang. Đó, và cái thửa đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay thì mình vô con đường này. Đường này thì nói chung là cũng gọn gọn, đâu đó khoảng 2 m nha anh chị. Thì ở đây người ta có giới thiệu cho, nhờ em giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất có tổng diện tích là 2000 m². Đó, giá cũng cực kỳ mềm luôn, bởi vì gần quốc lộ 1A, giá này em thấy rất phù hợp luôn. Anh chị hãy xem hết video của em. Rồi anh chị coi nhà cửa xung quanh nè. Đó, rất là đông đúc luôn. Thành ra mảnh này anh chị nào có thể mua gì à, làm nhà vườn, hoặc là anh chị đầu tư xin lời cũng được nha anh chị. Đó, nhà dân ở đây người ta hai bên rất là đông luôn. Với đường mình lợi là đường thông nữa, cho nên mảnh này cũng rất là phù hợp cho anh chị mình về để đầu tư. Đó, em đang di chuyển tới ngay cái vị trí đất mình đây. Đó, từ ngay vị trí quốc lộ 1A mà ra tới đất mình đâu đó tầm khoảng tầm 20 m gì đó là tới anh chị ơi, gốc hai mặt tiền luôn. Và đây là cái thửa đất em giới thiệu cho anh chị đây. Đó, nguyên một cái vườn rau nha anh chị. Cái này gì anh chị cũng có thể lên clip trồng cây ăn trái đồ, rồi mình làm nhà vườn đâu được luôn. Đường ra thì tới đây, còn ngoài này thì đá xanh. Đường này thì tương lai mở nha anh chị, mở khúc ngoài sau này ô tô anh chị đi đường cánh bên kia đi hoành lại đây. Còn ngay quốc lộ 1A vô thì gọn gọn 4 chỗ, loại nhỏ ép vô được chứ 7 chỗ thì giờ không được nha. Tại ngoài đó thì ngoài quốc lộ 1A thì khó có giải tỏa lắm, cho nên phải đi cái đường bên đây. Nếu mà nhà nước làm lộ thì mình đi đường bên đây. Đây là cái mảnh đất mình vuông vức sạch đẹp luôn anh chị ơi. Tính từ ngay mí này nha anh chị, mình đo dài qua tới ngay chỗ mí cục điện bên kia luôn là mình có mặt tiền 30 m, và đi sâu vào khoảng 67 m nha anh chị. Và trong cái sổ em thấy nó cũng rất là vuông luôn. Tại vì anh chị biết sao, sổ này sổ cũ chưa qua đầu tư, cho nên không có hiển thị cái hình vẽ ngang nhiêu dài nhiêu. Nhưng mà em có đo hẹo á, mặt tiền mình đâu đó tầm khoảng 30 m là tới ngay cái mí cột điện, để em tới cho anh chị mình xem luôn. Nó đất mình rất là cao luôn, cao gần bằng mặt lộ luôn nha anh chị. Đây, ở đây cũng phù hợp cho anh chị mình về xây nhà ở, bởi vì khu này nhà cửa người ta rất đông, điện nước wifi đều có đầy đủ, cho nên vấn đề điện nước wifi thì anh chị mình an tâm. Có đường thoát nước luôn nha anh chị, thoát về phía trước nè. Đó, ngay đây tới ngay miếng này nha anh chị, là khoảng 30 m mặt tiền, đó là em đo hẹo đó. Và chiều sau á thì em nhìn thấy cái hình sổ á, nó có cái hình vẽ nhưng mà do sổ cũ của ngày xưa thành ra không có vẽ cái chiều ngang bao nhiêu, rồi cái chiều dài bao nhiêu, cho nên em có đo, lấy máy em đo tới cái hết mặt tiền là 30 m, và cái chiều sâu của nó thì 67 m. Em đo có cạnh mình đó là 67 nha anh chị, nhưng mà em thấy trong cái sổ nó vuông thì chắc hai cạnh cũng như nhau. Thì tổng diện tích là 2000, đúng 2000 m². Đó, trước khi bước lên khúc trên cho anh chị mình xem thì em xây về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình xây về hướng đông nam, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xã Thạnh Phú thì giáp ranh với thành phố Mỹ Tho nha, cho nên là sát bên thành phố Mỹ Tho luôn. Về tới trung tâm thành phố Mỹ Tho, trung tâm nha anh chị, thời gian đi khoảng 11 phút, khoảng cách chỉ có 6,4 km là tới à, sát bên anh chị ơi. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 8 phút, khoảng cách là 55 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí em đang đứng đây
Thời gian đi là 1 giờ 26 phút, khoảng cách là đúng 60 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển lên một đoạn cho anh chị mình xem nha. Nói chung á là do chưa có cây ăn trái á, nhìn vô là đã thấy rõ hết luôn rồi. Nhưng mà em cũng phải lên một đoạn phía mặt tiền nhỏ bên đây cho anh chị mình xem. Đây là mặt tiền chính nha anh chị. À, được cái mình vô ngay quốc lộ 1A thì nó sát bên. Thành ra anh chị mua cái mảnh này gì à? Vừa ở ha, sau này đầu tư gì cũng được anh chị. Đây, sau này gì ha, cái này anh chị kêu bè ban xuống rồi anh chị lên ao tao lại tầm cây ăn tái. Mảnh này hình chủ nhật rất là đẹp luôn. Phía sau mình cũng có nhà bên đó nữa nha. Đây nói chung là cũng được góc hai mặt tiền thì nói chung là cũng đẹp. Thì nói chung là tổng diện tích hết luôn 2000 m2. Thì giá chủ gửi em bán là hết luôn là 1 tỷ 780 triệu. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ thương lượng với chủ anh chị mua nha. Giá này là chủ kêu còn thương lượng nha anh chị. Thì nói chung là tính ra 2000 m2 mà 1 tỷ 780 triệu thì đâu đó tầm khoảng 890 triệu cho 1000 m2. 890 triệu một con đất gần quốc lộ 1A. Em cũng sẽ báo luôn cho anh chị mình biết luôn mục đích sử dụng hiện tại trong cái sổ cũ của mình là còn là đất lúa, nhưng mà chủ sẽ bao lên cây lâu năm cho anh chị mình, bởi vì khu này lên cây lâu năm được bình thường. Đó anh chị thấy đây ha, nhìn về phía trước mặt tiền, còn bên đây là cái phía sau hậu nè. Rồi anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất vườn rau này thì anh chị hãy alo cho em đi, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình thương lượng với chủ mua mảnh này nha. Rất tuyệt vời luôn cái mảnh này, đẹp làm sao đâu, hình chủ nhật rất là đẹp luôn. 2000 m2 đất, giá là 1 tỷ 780 triệu. Đó, cực kỳ mềm luôn anh chị ơi. Nói chung là điểm mạnh mình là mình ra quốc lộ 1A sát bên. Điểm mạnh thứ hai là đường này có tương lai sau này mở ô tô đi đường này, còn ngay chỗ mía ngoài quốc lộ á thì nói chung sau này nhà nước mà có giải tỏa được một đoạn nào đó thì ô tô mình băng thẳng ra luôn, còn không thì ô tô sau này đi đường bên đây bọc qua đó qua bên kia đấy ha. Xã Thạnh Phú thì thuộc huyện Châu Thành, nhưng mà được cái là nó giáp với thành phố Mỹ Tho, cho nên đây mà mình xuống ngay chỗ ngã tư Đồng Tâm thì cũng sát bên nha. Anh chị mà ở trên thành phố Hồ Chí Minh muốn về xem mảnh này á thì anh chị đi đường xe hơi, đi đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, anh chị ghé xuống ngay dòng xe Thân Cổ Nghĩa, rồi anh chị chạy thẳng ra đụng cái ngã tư người ta gọi là ngã tư Đồng Tâm đó, em sẽ đón anh chị ngay chỗ cái đoạn đó nha, rồi em sẽ dẫn anh chị mình lên xem cái mảnh đất này gặp chủ thương lượng luôn đó. Đây thì nói chung là mảnh này gần quốc lộ 1A là điểm mạnh, gần trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng là điểm mạnh luôn, nhưng mà mình được cái là mình sổ mình là sổ của huyện, thành ra sau này thế má cái gì nó cũng tiện nha anh chị. Đó, thì mục đích sử dụng hiện tại là đất lúa, nhưng mà chủ bao cho mình lên cây lâu năm thì anh chị an tâm rồi. Thường anh chị hỏi tại sao mà chủ không lên cây lâu năm trước đi khi bán, thì nói chung là chủ đang kẹt rồi, thành ra không có điều kiện để lên cây lâu năm rồi, thành ra chỉ có anh chị gì ví dụ được đặt cọc rồi làm sổ mới sang tên qua rồi lên cây lâu năm. Nói chung là khi qua tên anh chị là cây lâu năm á, nhà cửa người ta ở rất là sang sát luôn nè. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, tổng diện tích là 2000 m2, giá hết đất là 1 tỷ 780 triệu thì liên hệ cho em tin số điện thoại trên màn hình nha, hoặc kết bạn Zalo với em, số đó em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó, về hướng quốc lộ 1A đó anh chị. Đó, thấy cái tụ đèn tông bự không? Đó là tới rồi đó. Rồi bây giờ em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.